Chào cả nhà, và đây là một cái series mới Trang mới đảm nhận trên Vật Studio. Thì Trang sẽ cùng các bạn tìm hiểu xem là lịch sử hình thành của các hãng công nghệ trên thế giới như thế nào. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với một ông lớn, đó là Apple. Và mình sẽ giới thiệu đến các bạn hệ sinh thái của họ. Hệ sinh thái có điều gì đặc biệt mà nhiều người lại tin tưởng và sử dụng như vậy? Thì hãy cùng Trang tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Bạn có thể hiểu đơn giản, hệ sinh thái của Apple bao gồm tất cả các sản phẩm của họ. Mỗi sản phẩm thì được thiết kế với những tính năng khác nhau, nhưng khi kết hợp lại thì chúng tạo nên những trải nghiệm tuyệt vời mà hầu như ai cũng đánh giá cao. Và có thể coi iPhone là một mảnh ghép quan trọng để kết nối các sản phẩm với nhau. Và mình có tham khảo tại Savonet, chiếc iPhone 12 giá trị từ 20.300.000, hay là chiếc iPhone mạnh mẽ nhất 12 Pro Max giá trị từ 30.000.000. Link thì mình sẽ để ở phía dưới phần mô tả cho mọi người nha. Trước kỷ nguyên của di động thì các công ty công nghệ không có lý do gì để xây dựng chiến lược bán hàng xung quanh một hệ sinh thái. Hầu hết thì khách hàng cần gì, họ sẽ mua duy nhất sản phẩm phục vụ đúng nhu cầu, ví dụ như là máy tính, máy nghe nhạc, máy ảnh, vân vân. Nhưng Apple đã tập trung việc tạo ra hệ sinh thái ngay từ ngày đầu tiên. Mặc dù khó cạnh tranh nhưng Apple vẫn chấp nhận. Lúc đó Steve Jobs nhấn mạnh rằng Apple chỉ có thể tạo ra những trải nghiệm vượt trội nếu họ kiểm soát được cả phần mềm và phần cứng. Tuy nhiên, các công ty ở thời điểm đó không tập trung vào xây dựng những hệ sinh thái của họ, mà họ chủ yếu tập trung vào việc bán các sản phẩm riêng lẻ như Dell bán máy tính, Microsoft thì bán máy tính bảng, BlackBerry bán điện thoại thông minh. Nhưng khi Apple tham gia vào thị trường điện thoại thông minh vào năm 2007 với chiếc iPhone đầu tiên và thị trường máy tính bảng vào năm 2010, thì đó chính là lúc công ty này đang cố gắng tạo ra hệ sinh thái của riêng họ để đáp lại các công ty khác, khiến cho họ phải dè chừng trước sự lớn mạnh từng ngày của Apple. Trước tình hình đó thì Microsoft đã cố gắng tạo ra điện thoại thông minh như là những chiếc Lumia hay là máy tính bảng và máy tính, nhưng cũng chỉ được một thời gian rồi lụi tàn. Ngoài ra thì còn có cả LG cũng gặp phải rắc rối tương tự khi tạo ra điện thoại thông minh. Hệ sinh thái tốt là như thế, tiện là như thế, nhưng nó vẫn xuất hiện vài nhược điểm. Ví dụ như việc xây dựng hệ sinh thái cộng thêm cả việc tìm cách bán nhiều sản phẩm khiến cho hãng cũng phải suy nghĩ làm sao để có thể làm tốt cả hai. Nhưng Apple đã làm điều đó ngay từ đầu khi họ kiểm soát cả phần mềm lẫn phần cứng. Nhiều người lại coi thường vì nó buộc người dùng phải làm việc trong một hệ sinh thái khép kín và phải để Apple quyết định hết. Điều đó cho thấy được nhược điểm của bất kỳ hệ sinh thái nào. Để tận hưởng sự tích hợp liền mạch tiện ích thì chắc chắn các bạn sẽ chỉ sử dụng sản phẩm của nhà sản xuất đó và sẽ phải mua các phiên bản mới theo thời gian cho những trải nghiệm mượt mà hơn. Như vậy thì nó hạn chế phần nào khi mà các bạn muốn sử dụng thêm những dịch vụ khác, ví dụ như là điện thoại iPhone nhưng đồng hồ lại là Samsung. Chúng ta sẽ khó có những trải nghiệm tối ưu nhất khi tận dụng được hết tính năng của cái sản phẩm này. Hầu hết người dùng gắn bó với các sản phẩm của một công ty, dù cho là Apple, Samsung hay bất kỳ hãng nào, thì họ có xu hướng tận hưởng lợi ích của hệ sinh thái đó. Một hệ sinh thái có xu hướng được tổ chức thành một hệ thống phân cấp, mỗi sản phẩm có một vai trò riêng và liên hệ với nhau. Ví dụ như máy Mac xử lý tác vụ nặng và tốn nhiều tài nguyên nhất, nhưng khi người dùng không cần những cái tác vụ quá nặng như vậy thì iPad sẽ trở nên thuận tiện và gọn gàng hơn, xem YouTube này, kết nối bàn phím, soạn thảo văn bản, đọc sách báo vân vân. Một số trải nghiệm thú vị hơn trên một số thiết bị điện thoại, ví dụ như iPhone để chụp ảnh, nghe nhạc khi di chuyển, trả lời tin nhắn, nghe gọi vân vân. Cuối cùng là với những thiết bị đeo như là Watch mang đến mức độ tiện lợi cao nhất khi làm được những tác vụ, ví dụ như là theo dõi sức khỏe, tập thể dục, hay là trả lời nhanh tin nhắn hay là cuộc gọi. Mỗi cấp độ sẽ cung cấp một phương thức để hoàn thành nhiệm vụ sao cho thuận tiện nhất. Mặc dù là khả năng của mỗi thiết bị thì giảm đôi chút theo từng cấp độ, nhưng điều quan trọng nhất là sự liên kết giữa các sản phẩm. Khi mà mình mở AirPods ra thì phương thức kết nối cũng rất dễ dàng bằng vài thao tác đơn giản. Hoặc là tiện lợi hơn khi mình AirDrop giữa các thiết bị với nhau cũng rất là nhanh gọn, tránh rắc rối với bên thứ ba. Thậm chí có những tiện lợi giữa người dùng khác nhau trong hệ sinh thái, ví dụ như là iMess hay là FaceTime cũng rất là tiện lợi. Rộng hơn nữa là App Store, một cái gì đó mà Google đã cố gắng tạo nên trên Android trong những năm vừa qua.
Đó là toàn bộ hệ sinh thái của Apple. Họ mang đến cho chúng ta những sản phẩm cung cấp trải nghiệm tiện lợi, rồi khi dùng thì khó có thể cưỡng lại các sản phẩm khác. Apple mang đến độ hoàn chỉnh cao và cũng là mô hình kinh doanh sinh lời cao nhất trong thời đại smartphone đang ngập tràn. Không chỉ có Apple mà rất nhiều những hãng cũng kinh doanh theo mô hình này. Còn các bạn thì sao? Các bạn đang sống và làm việc xung quanh hệ sinh thái nào thì hãy chia sẻ ý kiến ở phía bên dưới phần bình luận nhé. Thật ra thì chính vì vậy nên các hãng Android đang tìm cách liên minh với nhau. Là gần đây các bạn sẽ thấy là một số hãng như là Xiaomi, Vivo thì họ có những cái công cụ là share file truyền với nhau. Còn người dùng Android là mỗi khi bán này có Zalo không? Có. Đấy. Hay là các bạn thấy là Google cũng tạo ra phương pháp là Nearby Share, nhưng rõ ràng là nó vẫn đang còn thiếu đi cái sự ổn định. Bởi vậy nên mà chắc chắn hệ sinh thái là thứ tất cả các hãng khác đang hướng tới. Samsung cũng có một cái hệ sinh thái của riêng mình, nhưng mà tính về thiết bị như kiểu laptop thì cũng không bán tại Việt Nam. Rồi những cái thiết bị khác thì có khi không quá mạnh mẽ, bởi vì họ cái hệ điều hành lại cũng cái thì dùng Android, cái thì dùng cái hệ điều hành của riêng họ. Thì anh em đừng quên like video này, chia sẻ để Trang lên thì nhiều hơn đấy. Hẹn các bạn các video sau. Giờ mình xin phép bế. Bế cái ghế này ra một bên để mình ngồi vào. Xin lỗi cả nhà.